Hi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu với quý vị một con Amelie đến từ Đan Mạch quý vị. Made in Đan Mạch ha. Thì con này model là BO Master 1500. Thì đa số những con BO này thì đều là hay quý vị. Đa số của dòng luôn ha. Những dòng BO của châu Âu. Thì những con Amelie BO này quý vị có thể ghép với những dòng loa châu Âu, những dòng loa Mỹ, những dòng bookshelf hay những dòng đồng trục toàn giải. Tiếng nó đánh rất sạch quý vị, trong trẻo, sạch sẽ. Tiếng bass trầm sâu, chung chép thì nó ngọt ngào và rất là chi tiết, rất dễ đi vào lòng người. Thì đây hôm nay em giới thiệu đến quý vị con BO Master 1500. Thì con này thì ngoại thất thì nói chung là từ vỏ gỗ cho tới mặt phay nhôm như thế này đẹp xuất sắc. Duy nhất là chỉ có một số cái nút, ví dụ như nút này, cái vỏ phía trước rồi đó. Nhấn vào thì vẫn xài bình thường nha quý vị, có nghĩa là bị mất cái vỏ ngoài thôi. Và cái nút ba lăng này quý vị để chuyển loa trái phải á, thì nó cũng bị rớt mất cái vỏ ngoài này rồi nha. Cho nên là em đang để giữa ha, quý vị có thể thọt tay vào kéo qua kéo lại bình thường hết. Ngoài ra còn lại các chức năng khác còn hoạt động hoàn hảo hết ha. Lúc nãy là em đang bấm vào FM cái kênh số 5 là nó hát bình thường đó quý vị ha. Bây giờ bấm vào AM này. Rồi bây giờ chuyển qua ngõ táp ha, thì quý vị thấy là các ngõ AM, FM là hoạt động hoàn hảo hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cho nó hát CD ha. Rồi quý vị đeo tai nghe vào thử thức chất âm của BO và đang có phó ghép với đôi loa kép C40 nha quý vị. Em sẽ dỡ nó thất cho quý vị xem bên trong ha. Thì con này hàng bãi về nha quý vị, chưa dùng Việt Nam, nguyên zin nguyên bản hết. Xuất âm tụ ha, các vĩ mạch tụ nguồn đây, tụ xuất âm nó nằm ở dưới đây ha. Nói chung là còn rất là đẹp quý vị, đánh bốn con sò thang RCA của Mỹ quý vị ha, sò RCA của Mỹ luôn ha, chứ không phải là loại thường. Đấy, cho nên chất âm rất là tuyệt vời đối với những dòng này. Đài AM FM thì cắm dây cho nó bắt anten vào. Còn loa đây, hai cầu loa ha. Rồi, con này thì giá trên chủ đề là 2 triệu 9 nha quý vị, em thanh lý nhanh cho quý vị. Con này thì quá chất rồi, chất âm vô tầm tiền, tầm giá này thì không tìm được con âm ly Nhật hay Mỹ hay châu Âu nào mà ngon hơn nó đâu quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.